Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 26 tháng 8, tài xế điều khiển xe bồn biển số 62C08559 lưu thông trên đường tỉnh 826 hướng huyện Cần Đước đi huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh để ra quốc lộ 1. Khi qua địa phận ấp 3 xã Long Hòa, huyện Cần Đước gần ngã tư Xoài Đôi, phương tiện bị nổ lốp xe trước rồi đâm hư đoạn giải phân cách, sau đó tiếp tục lao sang trái đường. Cùng lúc này, anh Lê Hồng Châu điều khiển ô tô tải biển số 63C09138 đi chiều ngược lại bị xe bồn đâm trực diện vào đầu ô tô tải. Sau đó va chạm một xe máy chạy phía sau cùng chiều. Do tốc độ xe vẫn còn nhanh, phương tiện lao thẳng vào hàng hiên cửa hàng kinh doanh xe máy Đức Dung của anh Trần Hoàng Hải, sinh năm 1972, ngụ ấp 3 xã Long Hòa, huyện Cần Đước, làm gãy cửa sắt, sập máy hiên, mới dừng lại được. Tai nạn làm tài xế Châu bị gãy hoàn toàn hai chân, chấn thương vùng ngực. Một nạn nhân khác là anh Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1973, bị thương nặng, hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đều tử vong do đa chấn thương. Khoảng hơn 6 giờ sáng nay, xe tải chở bia mang biển số 27C03742 lưu thông theo hướng Sơn La, Hà Nội trên tuyến quốc lộ 6 khi đến km 90 thuộc địa phận xã Triềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, cố vượt một xe cùng chiều đã đâm trực diện vào xe đầu kéo mang biển kiểm soát 26C03112 kéo rơ móc đang di chuyển theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến cabin xe tải bị bẹp rúm và vỡ nát hoàn toàn. Tài xế bị văng ra ngoài tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô biển kiểm soát 27C03742 bị nát phần đầu. Chiếc xe kéo quay ngang đường. Vụ tai nạn khiến giao thông ách tắc nhiều giờ đồng hồ. Một nhân viên của công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn vừa bị nhà chức trách hàng không xử phạt hành vi điều khiển phương tiện trong sân bay không giữ khoảng cách an toàn với tàu bay. Trước đó, ngày 19 tháng 8, lái xe ô tô của công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn điều khiển xe trong khu vực bay Tân Sơn Nhất và chạy cắt ngang đầu máy bay A321 VNA339 đang lăn trên đường lăn, khiến tàu bay phải dừng, chờ xe đi qua. Sau hành vi thiếu quan sát, lái xe bị phạt 4 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thiết bị mặt đất do Cục Hàng không cấp trong 2 tháng. Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 26 tháng 8 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, làm một người tử vong tại chỗ trên đường mòn Hồ Chí Minh thuộc địa phận khối 3 thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Trọng Trung, sinh năm 1995, trú tại xóm 5, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm nói trên, người qua đường phát hiện một nam thanh niên bất tỉnh trên đường, bị thương nặng ở phần đầu cùng xe máy mang biển kiểm soát 37N123474, nằm nghiêng trên giải phân cách. Theo lời kể của người thân anh Trung, anh này sau khi tiễn bạn ra bến xe khách đi Hà Nội, trong lúc về nhà đến đoạn ngã ba trên đường mòn Hồ Chí Minh, rẽ lên hướng xã Kỳ Tân thì ngã tử vong. Vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 27 tháng 8, tại km 24+600 quốc lộ 38B đoạn qua xã Đoàn Đào, huyện Phú Cừ, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe khách khiến 16 người bị thương. Theo đó, vào thời điểm trên, chiếc xe container biển kiểm soát 15C00997 kéo theo rơ móc 15A04655 do anh Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1991, đi trước giảm tốc độ định tạt vào lề đường bên phải. Do tài xế phát hiện xe có sự cố thì xe khách 16 chỗ biển kiểm soát 29B08689 do anh Doãn Tất Thắng, sinh năm 1971, điều khiển đi cùng chiều từ Hải Dương về Hưng Yên, vượt lên, va chạm vào bên trái đuôi xe container. Hậu quả vụ tai nạn là 16 người bị thương, các nạn nhân đều ngồi trên chiếc xe khách, hai phương tiện hư hỏng nặng. Thưa quý vị, nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới 2019-2020,
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng các phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tăng cường công tác kiểm tra, lập sổ theo dõi an toàn kỹ thuật của phương tiện trước, trong và sau mỗi chuyến đi. Đồng thời, chỉ đạo bộ phận theo dõi an toàn giao thông túc trực 24/24 giờ, thường xuyên giám sát, kịp thời nhắc nhở lái xe chấp hành nghiêm các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải, không phóng nhanh vượt ẩu, vi phạm về tốc độ và thời gian lái xe liên tục, dừng đỗ sai quy định, thực hiện nghiêm việc kê khai giá, niêm yết giá cước vận tải và bán vé theo đúng quy định. Đặc biệt, sẽ thu hồi phù hiệu, yêu cầu bến xe từ chối phục vụ và cắt lốt đối với các xe vi phạm. Đồng thời, lực lượng thanh tra giao thông vận tải phối hợp với các lực lượng chức năng khác tổ chức phân luồng, xử lý nghiêm tình trạng xe chạy rà rê, dừng đỗ đón trả khách sai quy định. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng sẽ tiến hành xử phạt đối với xe khách loại 30 chỗ trở lên và xe tải đi vào một số tuyến đường tại trung tâm thành phố theo giờ quy định. Đối với xe khách trên 30 chỗ ngồi, cấm lưu thông trong thời gian từ 10h30 đến 12 giờ và 16h30 đến 19 giờ trong khu vực nội thành. Đối với xe tải trên 2,5 tấn, sẽ cấm lưu thông trên các tuyến hạn chế nêu trên trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày và chỉ được lưu thông vào ban đêm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Bên cạnh đó, giao cho Sở Giao thông Vận tải tiếp tục rà soát, xây dựng phương án điều tiết xe khách trên 30 chỗ vào trung tâm thành phố, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc đậu đỗ không đúng quy định, tiếp tục chấn chỉnh trật tự vỉa hè nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hải Phòng vừa xác nhận một vụ việc của một cán bộ thanh tra sở này đánh đu trên cửa buồng lái của một chiếc xe tải đang chạy ở tốc độ cao. Chiếc xe này sau khi kiểm tra đã quá tải hàng chục phần trăm. Sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 26 tháng 8 tại quốc lộ 10. Lúc này, cán bộ thanh tra giao thông của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hải Phòng phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 77C10709 có dấu hiệu quá tải nên đã ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra giấy tờ, tài xế bất ngờ nhấn ga bỏ chạy, mặc cho cán bộ giao thông trên vẫn đang bám vào cửa buồng lái và liên tục yêu cầu xe dừng lại. Sau khi xe tải vi phạm chạy được khoảng 3 km, lực lượng chức năng phối hợp với một xe khách chạy tuyến Quảng Ninh-Thái Bình mới khống chế được chiếc xe này dừng lại. Tại cơ quan chức năng, xác định lái xe là Võ Văn Tùng. Kết quả cân tải trọng cũng cho thấy phương tiện quá tải 88,9%, còn quá tải cầu đường là 53,5%. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, việc triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng ETC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ bước đầu tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông và tăng cường tính minh bạch trong thu phí. Tuy nhiên, hiện VEC vẫn đang chậm triển khai. Nguyên nhân của các dự án của VEC chậm triển khai thu phí không dừng được Bộ Giao thông Vận tải chỉ ra là do việc đầu tư hệ thống ETC tại các dự án cao tốc do VEC quản lý được thực hiện theo phương án VEC sử dụng nguồn vốn của dự án để đầu tư, vận hành hệ thống ETC tại trạm. Sau đó, kết nối với trung tâm dữ liệu thuộc dự án thu phí tự động không dừng giai đoạn 1 do Bộ Giao thông Vận tải triển khai. Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, Bộ Giao thông Vận tải đã quyết liệt chỉ đạo VEC. Tuy nhiên, tiến độ triển khai vẫn chậm, không đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, việc chuyển VEC về Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước, trong khi quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền chưa rõ ràng, cũng đang ảnh hưởng tới tiến độ triển khai. Mục tiêu quy hoạch sân bay Chu Lai giai đoạn đến năm 2030 là sân bay cấp 4F và sân bay quân sự cấp 1, công suất là 5 triệu khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa một năm. Đây là một trong các nội dung nằm trong điều chỉnh quy hoạch một số hạng mục công trình tại Cảng hàng không quốc tế Chu Lai giai đoạn 2030 mà Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt. Cụ thể, loại máy bay khai thác là máy bay cốt F và tương đương trở xuống. Số vị trí đỗ là 16 vị trí máy bay cốt C, D, E, F. Dự trữ đất mở rộng khi có nhu cầu và phương thức tiếp cận hạ cánh là CAT2. Còn đến năm 2030, điều chỉnh phân kỳ đầu tư một số hạng mục công trình như đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống các công trình phía Tây của cảng, gồm có đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa và các công trình phụ trợ khác, đảm bảo đáp ứng yêu cầu khai thác 5 triệu hành khách một năm.
Riêng đối với các công trình quy hoạch mở rộng về phía đông sẽ được xem xét đầu tư xây dựng khi có nhu cầu. Ăn cắp thiết bị chiếu sáng, bẻ gãy hàng rào tôn lượn sóng, ngang nhiên mở cơ sở vá lốp, mở xưởng sửa chữa trên đường, vô tư đi lại trên đường cao tốc, phá rào lên đường bắt xe, xe khách đua tốc độ, dừng đỗ đón trả khách trên đường. Hệ lụy tất yếu là liên tiếp những vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc. Cả nước hiện có hơn 600 km đường cao tốc. Mục tiêu đến năm 2020, mạng lưới đường cao tốc sẽ mở rộng 2.500 km. Việc xây dựng, hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng đường cao tốc đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt giao thông, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là yêu cầu cấp thiết, cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, hoàn thiện hạ tầng trên các tuyến cao tốc, kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc cần sự tự giác của mỗi người dân, nâng cao kỹ năng tham gia giao thông và chấp hành quy định pháp luật khi lưu thông trên đường cao tốc. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là đảm bảo sự phát triển bền vững của toàn xã hội. Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, hàng nghìn người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tới các trung tâm đăng ký thẻ sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng để làm thủ tục cấp thẻ miễn phí. Các đối tượng được miễn phí gồm có người có công, người khuyết tật, người cao tuổi trên 60 tuổi, hộ nghèo. Riêng trẻ em dưới 6 tuổi được sử dụng xe buýt miễn phí không cần cấp thẻ. Và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Ngay từ sáng, trong tiết trời thu, rất nhiều người dân Hà Nội xếp hàng, đợi đến lượt được đăng ký cấp thẻ xe buýt miễn phí. Cầm trên tay tờ đăng ký đã điền đầy đủ thông tin, kèm ảnh và chứng minh thư nhân dân. Trên khuôn mặt, ai ai hiện rõ niềm hân hoan và phấn khởi. Bởi từ bây giờ sẽ được miễn phí khi sử dụng phương tiện công cộng. Chúng tôi rất vui đã được quan tâm tới những người cao tuổi. Đó là một niềm hạnh phúc của những người già. Đồng thời cũng là với chúng tôi suy nghĩ như thế nó cũng giảm bớt được cho cái những người mà tham gia các cái phương tiện giao thông công cộng để cho cái mật độ và đi lại nó thuận tiện hơn. Bây giờ đi xe máy là nó khó khăn. Cho nên là chúng tôi đi xe buýt là nó an toàn hơn. Mà đây nó cũng là cái chủ trương rất đúng đắn của Hà Nội. Hôm nay là đi làm được cái thẻ xe buýt miễn phí này tôi rất phấn khởi. Vì nhờ cái chính sách của thành phố, những người cao tuổi như chúng tôi nay dùng phương tiện đi lại bằng xe công cộng như thế là rất tiện lợi. Trong những ngày này, tại 50 điểm đăng ký cấp thẻ xe buýt miễn phí trên địa bàn thành phố Hà Nội luôn tấp nập người đến đăng ký. Do được lấy thẻ ngay sau khoảng 30 phút đăng ký, sớm hơn so với các điểm bán vé xe buýt khác phải lấy thẻ sau 3 đến 5 ngày, nên tại bến xe Kim Mã luôn trong tình trạng quá tải. Có những thời điểm, ban điều hành phải tăng cường thêm nhân viên mới đủ đáp ứng nhu cầu đăng ký của người dân. Hà Nội hiện có khoảng 900.000 người trong diện được miễn phí sử dụng xe buýt, gồm 700.000 người già trên 60 tuổi và 64.000 nhân khẩu thuộc hộ nghèo, 98.000 người khuyết tật, 120.000 người có công, riêng trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí sử dụng xe buýt, không cần cấp thẻ. Ngoài ra, đối tượng ưu tiên được mở rộng hơn. Nếu như trước đây chỉ có người có hộ khẩu trên địa bàn Hà Nội mới được ưu tiên, thì nay người ngoại tỉnh chỉ cần có xác nhận thường xuyên đi lại trên địa bàn thủ đô cũng được cấp thẻ. Thẻ có giá trị sử dụng 5 năm kể từ ngày được cấp, riêng với nhân khẩu thuộc hộ nghèo, thẻ có giá trị sử dụng trong năm, đến hết ngày 31 tháng 12. Có thể thấy những nét mặt tươi vui, phấn khởi của những người dân, đặc biệt là những người cao tuổi khi đến đăng ký cấp thẻ xe buýt miễn phí. Chính sách mới này của Liên Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện hành khách công cộng, giảm phương tiện giao thông cá nhân, tránh ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.
Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.